giàu vô tiền ào ào, cái này là sự kia hát karaoke chết làm con ma công sư làm con rụng quá bán thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường như vậy sẽ có phước chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận đứng ngồi thì không yên bị liệt hai chân rồi qua tay biến. Ôi tiền là của mình nhưng mà mình sai cũng là vô đạo đức. Lời sư đi đất đai mình cúng chùa kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ở con mình sẽ giàu vô tiền ào ào cái này là sư kia hát karaoke chết làm con ma câm sư làm con rúng quá thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường như vậy sẽ có phước chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận đứng ngồi thì không yên bị liệt hai chân rồi qua tay biến. Ôi tiền là của mình nhưng mà mình sai cũng là vô đạo đức. Cứ nghe lời sư đi đất đai mình cúng chùa kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ở con mình sẽ giàu vô tiền ào ào cái này là sư kia hát karaoke chết làm con ma câm sư làm con rúng quá bán thùng lo kéo lấy tiền đi cúng dường như vậy sẽ có phước chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận đứng ngồi thì không yên bị liệt hai chân rồi qua tay biến. Ôi tiền là của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Ôi tiền của mình nhưng mà mình sai cũng là vô đạo đức.